Kiên trì thực hiện 10 thói quen này trong 3 năm, tôi có thêm 7 nguồn thu nhập dư giả. Quả ngọt chỉ dành cho người biết nỗ lực. Ngay cả những thói quen nhỏ nhất cũng có thể biến giấc mơ thành công của bạn trở thành hiện thực. Sau 3 năm thực hiện các thói quen mới, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi chỉ sống dựa vào lương, giờ tôi đã có thêm 7 nguồn thu nhập khác nhau. Tôi từng nợ nần chồng chất, nhưng giờ đã trả hết và mua thêm bất động sản. Thậm chí, tôi còn xuất bản được 3 cuốn sách trên Amazon và một trong số đó bán siêu chạy. Du lịch là một trong những đam mê của tôi. Tôi đã tới thăm 18 quốc gia khác nhau tính đến bây giờ. Năm 2017, tôi đã mở khóa học mang tên Luật hấp dẫn được đơn giản hóa và thay đổi cuộc sống của 1.000 người khác nhau. Tất cả những điều này xảy ra là nhờ tôi đã thay đổi thói quen hàng ngày của mình, chứ không phải bí quyết cao siêu gì. Chỉ cần làm theo 10 thói quen này, tôi tin chắc bạn cũng sẽ nâng cuộc sống của mình lên một tầm cao mới. 1. Thiền định. Có thể bạn đã nghe nhiều về thói quen này, nhưng nó thực sự là nền tảng của tất cả mọi thứ. Nếu tập thiền mỗi ngày, bạn sẽ chứng kiến cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Mọi nỗi bực tức đều biến mất, mọi căng thẳng đều được xua tan. Khả năng ghi nhớ của bạn cũng sẽ được cải thiện. Ngoài ra, nó còn giúp bạn chú ý hơn tới bản thân mình. Thời gian dành cho thói quen này, ít nhất 20 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện, sáng sớm hoặc trước khi nghỉ. 2. Trực quan hóa. Trực quan hóa đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi bày tỏ khao khát của mình nhanh hơn nhờ trực quan hóa. Nhiều người cho rằng phương pháp này không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng nghĩ thế là sai. Nó luôn có hiệu quả, chỉ là bạn có áp dụng đúng cách hay không. Thời gian dành cho thói quen này, ít nhất 20 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện, sau khi thiền. 3. Ghi chép để bày tỏ lòng biết ơn. Biết ơn mọi thứ tuyệt vời mà ta có được là cách duy nhất để ta cảm ơn cuộc đời này. Bí quyết để cuộc sống tốt đẹp hơn đều nằm trong chính mỗi chúng ta. Nếu bạn cảm thấy biết ơn về mọi thứ, cuộc đời bạn sẽ trở nên ý nghĩa và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nếu bày tỏ lòng biết ơn, bạn sẽ cải thiện mọi thứ, sức mạnh tinh thần, các mối quan hệ, giấc ngủ, sức khỏe thể chất. Tất cả những gì bạn cần là một cuốn sổ để ghi mọi điều tốt đẹp xảy ra hàng ngày và ghi lời cảm ơn phía dưới. Từng từ từng chữ đều phải xuất phát từ chính trái tim bạn với tất cả niềm vui và hạnh phúc. Thời gian dành cho thói quen này, ít nhất 10 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện, bất cứ lúc nào. 4. Đọc to mục tiêu. Tôi từng hoài nghi về thói quen này trước khi nhận ra đây là thói quen đơn giản nhưng lại quan trọng nhất. Mỗi ngày, hãy đọc thật to mục tiêu hàng ngày của mình từ 3 đến 5 lần. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy từng mục tiêu mình viết ra được hoàn thành. Thời gian dành cho thói quen này chưa đến 5 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện buổi sáng. 5. Đi bộ 10.000 bước. Ban đầu, bạn sẽ thấy sợ, nhưng rồi bạn chắc chắn sẽ đi được nhiều hơn con số 10.000 đó. Khi mới bắt đầu tập đi bộ 10.000 bước, tôi cảm thấy rất khó khăn. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau đó, tôi nhanh chóng thích thú với thói quen này, còn vừa đi vừa nghe nhạc. Thay vì chỉ đi trên một cung đường duy nhất, bạn nên thử khám phá nhiều nơi, nhiều cung đường mới mỗi ngày. Nhờ vậy, bạn sẽ biết thêm nhiều chỗ và yêu thiên nhiên hơn. Thời gian dành cho thói quen này, 40 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện, bất cứ lúc nào. 6. Tập gym. 10 năm trước, tôi từng mua gói tập gym cả năm để rồi chỉ đến đó đúng một tuần duy nhất. Tôi cứ trì hoãn mãi cho đến 3 năm trước khi tôi quyết định thay đổi bản thân mình. Bạn cần phải nhớ rằng sự trì hoãn sẽ ngăn cản bạn thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi tập gym để cải thiện vóc dáng, chứ không phải để trở thành vận động viên thể hình. Các bài tập thể dục đem lại rất nhiều lợi ích. Nó không chỉ cải thiện sức khỏe và não bộ của bạn mà còn giúp bạn dành thời gian riêng cho bản thân. Thời gian dành cho thói quen này, 40-60 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện, bất cứ lúc nào. 7. Học kỹ năng mới. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để học một kỹ năng mới. Thói quen này khá vui và còn giúp bạn tăng cường óc sáng tạo. Chưa kể, bạn sẽ thấy thỏa mãn khi học hỏi được kiến thức mới.
Tôi đã biết thêm được rất nhiều thứ kể từ khi thực hiện thói quen này. Qua đó, nhiều cơ hội mới xuất hiện, nhiều cánh cửa khác mở ra, nhiều ý tưởng mới được hình thành. Bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian để học tập, vì một vài chục phút cũng đủ để bạn chứng kiến điều kỳ diệu. Thời gian dành cho thói quen này, 20 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện, bất cứ lúc nào. 8. Đọc sách và viết lách. Việc đọc sách ngày càng trở nên khó khăn trong thời đại số như hiện nay. Trước khi điện thoại thông minh ra đời, tôi từng có thói quen đọc rất nhiều. Chỉ cần đọc 10 trang ngày, bạn sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết 300 trang trong vòng 1 tháng. Nhờ thói quen này mà kỹ năng viết của tôi được cải thiện rất nhiều. Nếu bạn muốn nâng tầm cuộc sống, đọc sách chính là thói quen cần ưu tiên hàng đầu. Tương tự, mỗi ngày tôi đều viết ít nhất 50 từ. Viết lách cũng giống như một dạng thiền định. Một khi bạn đã bước vào không gian viết lách, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Thời gian dành cho thói quen này, ít nhất 20 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện, bất cứ lúc nào. 9. 1 giờ không điện thoại. Trước khi đi ngủ, bạn nên tránh sử dụng điện thoại. Thói quen này sẽ cải thiện giấc ngủ của bạn, nhờ đó bạn sẽ có thêm thời gian lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Thay vì đặt điện thoại ở cạnh giường, tôi để nó ở phòng bên cạnh. Nếu cảm thấy buồn chán, bạn có thể đặt một quyển sách ở đầu giường để đọc tạm. Thời gian dành cho thói quen này, 0 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện, 1 tiếng trước khi đi ngủ. 10. Đi ngủ lúc 10 giờ. Đi ngủ sớm là cách duy nhất giúp bạn dậy sớm. Bạn thực sự cần một giấc ngủ ngon để nghỉ ngơi thực sự. Thói quen này ban đầu sẽ rất khó thực hiện, nhưng bạn có thể vượt qua bằng cách đọc một cuốn sách dày trước khi đi ngủ. Thời gian dành cho thói quen này, 0 phút. Thời gian tốt nhất để thực hiện, ngủ sớm. Tất cả những thói quen trên đều rất tốt cho trí tuệ, sức khỏe, óc sáng tạo, kiến thức và thậm chí cả tình hình tài chính của bạn. Dù làm được 20% hay 80% trong số này, bạn cũng nên tự khen ngợi bản thân vì sự tiến bộ này. Dần dần, những thói quen xấu sẽ biến mất và bạn sẽ có một cuộc đời tươi đẹp và vui vẻ hơn rất nhiều. Bài chia sẻ của Rajesh Vairapandian, một nhà văn, nhà thơ, huấn luyện viên đời sống tại LOA Simlifi. Theo Ngọc Hà, trí thức trẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.